Hello, chào mọi người nhé. Như đã hứa thì Hà sẽ dành tặng mọi người video mà hướng dẫn cách kết bạn trăm bách phát bách trúng. Đây, giống như là tết này Hà đã đăng thì rất nhiều người comment. Thì bây giờ Hà sẽ làm video này nhé. Thì như các bạn đã biết, Facebook mà muốn tỷ lệ hiển thị bài viết cao thì lượng bạn bè phải tăng cao, nhưng mà không phải là thường thì mọi người đi gửi lời mời kết bạn là tỷ lệ chấp nhận kết bạn rất là thấp, đúng không? Thì vì là mọi người chưa hiểu cái nguyên lý làm việc của Facebook, chưa hiểu tâm lý của khách hàng, vậy nên là hôm nay Hà sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng rất là đơn giản bằng hai phần mềm Inbox và Auto, đảm bảo là tỷ lệ chấp nhận lời mời kết bạn lên đến 99,9%. Đó. Bây giờ thì phần mềm Inbox này có một chức năng là quét bình luận. Thì khi mà các bạn nhập cái UID bài viết vào đây thì nó sẽ quét được những người comment ở cái status đó. Ví dụ như là có lưu một cái đây, Hà có lưu một cái status của bạn này. Và bạn ấy thì có rất là nhiều comment. Thì bây giờ Hà sẽ bỏ vào cái ô này, Hà sẽ ấn tìm UID. Thì những người comment vào bài viết này sẽ hiện lên hết. Và sau khi mà phần mềm quét xong thì nó sẽ cho phép các bạn lưu thành tệp. Mỗi tệp là 50 người. Thì trong mỗi tệp đó nó sẽ có cái tính năng đó là gửi tin nhắn cho tệp, gửi kết bạn tự động, tức là kết bạn với những người trong tệp đó và chạy tương tác với tệp đó. Tương tác thì nó sẽ chạy bằng phần mềm Auto, tức là cái này đòi hỏi các bạn phải đăng ký cả hai phần mềm bên Hà, Inbox và Auto. Thì các bạn đăng ký cả Auto thì nó sẽ chạy luôn tương tác với cái tệp đó. Thì khi mà các bạn tương tác mà đạt các bạn tương tác thì nó sẽ khi mà gửi lời mời thì các bạn tương tác nữa thì cái tỷ lệ chấp nhận lời mời rất là cao. Đấy. Thì đây là Hà lấy ví dụ nhé, chứ còn tệp thì Hà quét sẵn rồi, Hà lưu sẵn rồi. Đây là những người mà comment ở đây. Thì khi mà quét xong thì nó sẽ cho phép lưu. Thì bây giờ Hà không để thời gian các bạn chờ đợi nữa, Hà sẽ mở cái tệp đã lưu ra sẵn đây. Ví dụ Hà đã lưu một số tệp đây. Thì ví dụ như là Hà có trong cái khách chợ này, Hà có lưu một bài đây. Thì khách chợ này có 50 người. Thì đây sẽ có một cái đây, sẽ có một nút là thêm bạn bè, một nút là chạy tương tác. Thì các bạn ấn chạy tương tác trước khi ấn thêm cũng được, các bạn ấn chạy tương tác này thì nó sẽ ngay lập tức kết nối với phần mềm Auto FB. Đó, nó sẽ đang tự chuyển đổi đấy. Ngay lập tức kết nối với phần mềm Auto FB và nó sẽ đi like bài của những người trong cái tệp khách chợ này. Thì phần mềm sẽ giúp các bạn like ít nhất là 5 bài của người này. Thì mọi người có thấy không, nếu như mà ai đó gửi lời mời kết bạn cho mình mà lạ thì cái bình thường thì cái tâm lý người dùng là họ hay sợ, đúng không? Tâm lý người dùng là họ hay sợ, sợ lừa đảo rồi sợ mời mua hàng rồi này nọ, cho nên là khi mà thấy người ta gửi lời mời kết bạn thì ít người mà ấn vào đồng ý ngay đó. Còn người nào rảnh hơn thì vào tường xem họ bán cái gì, họ là cái gì, họ là ai. Nhưng mà khi mà mình chạy bằng phần mềm như thế này thì mình đi thả tương tác cho bài họ 5 bài liên tục, họ thấy à người này đang muốn ít ra thì mình cũng có thêm một người tương tác cho bài mình nổi lên đó, như vậy thì họ sẽ dễ dàng chấp nhận lời mời kết bạn hơn. Thì bây giờ mình sẽ vào Facebook, vào chỗ nhật ký để xem thử là có đúng là mình đã thả thương thương cho người này hay chưa nhé. Hồng Ngọc Phạm. Bây giờ cách kiểm tra là các bạn mở Facebook ra, các bạn mở trang cá nhân của các bạn ra, các bạn ấn vào nút ba gạch này, các bạn ấn vào nút ba gạch này và ấn vào chỗ nhật ký hoạt động. Thì khi mà các bạn vào chỗ nhật ký hoạt động này đây, các bạn sẽ thấy ông Trịnh Thu Hà đã bày tỏ cảm xúc về một bài viết này đấy. Thì thử xem nhá, mình thử xem. Hồng Ngọc Phạm, mình thử mở cái trang cá nhân của Hồng Ngọc Phạm ra xem đây nhá, chưa hề là bạn bè luôn nhá. Đây thử xem nào, thử xem nào. Đấy, thương thương rồi đây, thả thương thương rồi đây. Một bài này, hai bài này, ba bài này, bốn bài này, năm bài này, đó là năm bài rồi. Ok rồi, mình thử mở lại auto xem nó đang chạy đến ai rồi nào.
Đó, nó đã chạy sang người khác rồi. Thì mỗi một người như vậy thì phần mềm giúp bạn thả thương thương ít nhất là 5 bài. Khi mà mình mở thông báo ra thấy ai đó liên tục thả cảm xúc vào bài của mình thì mình cũng thấy thích, đúng không ạ? Đúng là mình có thấy thích không? Chắc là người này hâm mộ gì mình đó đây. Đó, chắc là người này hâm mộ gì mình rồi mới thả like, thả tim cho mình nhiều như vậy. Đó. Thì cái phần mềm bên Hà thì hoạt động dựa theo cái cảm xúc, cái hành vi người dùng ở trên Facebook. Đó, cho nên là nó mới phát minh ra phần mềm, mới nâng cấp thêm cái tính năng này. Rất là ok luôn. Cho nên là cái tính năng này khách hàng bên Hà rất là thích luôn. Thì bây giờ là đã thả thương thương cho 1 này, 2 này, 3 này, Thắm Nguyễn rồi, hơn rồi. Thì bây giờ Hà tạm dừng cái bước này. Hà chuyển sang mục kết bạn tự động cho các bạn xem luôn nhé. Đây, Hà sẽ mở phần mềm Inbox FB ra. Và sau đó mở cái tệp khách chợ 10 ra. Và các bạn sẽ ấn vào thêm bạn bè. Đấy. Thì bắt đầu sẽ đi gửi lời mời kết bạn. Ví dụ như lúc nãy là Hồng Ngọc Phạm là mình xem là chưa có gửi lời mời kết bạn đúng không? Thì bây giờ phần mềm nó sẽ đi gửi lời mời kết bạn luôn. Thì các bạn có thể chạy tương tác trước, sau đó gửi lời mời kết bạn sau. Hoặc các bạn có thể gửi lời mời kết bạn trước, chạy tương tác sau. Đó, tùy à. Nói chung thì các bạn làm như thế nào cũng được. Nhưng mà mỗi một lần như vậy thì các bạn tập trung vào một tệp thôi. Một tệp như thế này thì có 50 người. Thì mỗi một ngày các bạn nên kết bạn mới 50 đến 100 người là ok nhé. Khi mà mình kết bạn mới được như vậy thì cái độ hiển thị bài viết rất là cao. Như các bạn thấy đấy, bạn mới thì 3 ngày trước đó bài đăng nó cũng hiển thị trên newsfeed của mình. Đó, cho nên là các bạn muốn bán hàng tốt thì các bạn cứ tuân thủ nguyên tắc là một ngày kết bạn mới 50 đến 100 người và tương tác nói chuyện với ít nhất là 100 đến 200 người. Cái này thì phần mềm bên Hà làm được. Đấy, đã gửi lời mời kết bạn đến 4 người rồi này. Hà thử ấn nút home nhá, mở Facebook ra xem nhá. Hà thử loát lại cái người đó, thấy chưa? Đã gửi lời mời kết bạn. Hà có ấn đâu, phần mềm nó ấn đấy chứ. Hà thử xem, mở cái nhật ký hoạt động ra xem này. Đây. Mẹ ở chứ. Đây đấy. Bật bóng lên cho mẹ. Đấy, các bạn thấy không? Thử xem nhá. Đó, thì phần mềm nó vẫn đang chạy thôi. Đó, đã gửi rồi. Thì các bạn để như vậy thì nó tiếp tục chạy gửi lời mời các bạn hết tệp này thì thôi. Thì đây là cái tính năng rất là tuyệt vời, sự kết hợp cho một bộ đôi rất là hoàn hảo. Thì bên Hà cung cấp cái dịch vụ gia tăng đơn hàng là chính là cung cấp hai cái bộ đôi phần mềm này, Inbox và Auto. Chính là cái bộ đôi tuyệt vời nhất mà ai kinh doanh online mà bỏ lỡ cái tính năng này, bỏ lỡ cái phần mềm này thì thật sự quá là đáng tiếc luôn. Mà phần mềm này á, thì cái Inbox FB này á, thì giá của nó một năm chỉ có 1,5 triệu. Phần mềm Auto FB comment tự động một năm chỉ có 1 triệu. Đấy. Combo một năm 2,5 triệu. Kèm theo cả cái chiến lược, cả khóa đào tạo làm video hình ảnh bên Hà nữa. Thì thật sự mà để cho các bạn bỏ ra 10 triệu, 5 đến 10 triệu để chạy một bài quảng cáo trên page so với cái bộ đôi phần mềm, cái dịch vụ gia tăng đơn hàng bên Hà thì thật sự nó là quá rẻ luôn. Nhiều người chạy quảng cáo bên page không hiểu quá rồi cũng quay sang dùng cái dịch vụ gia tăng đơn hàng bên Hà này. Một gói một năm 2,5 triệu. Được đào tạo kèm cặp suốt một năm. Thì các bạn có thể để cho nó gửi lời mời các bạn hết, sau đó các bạn ấn chạy tương tác tệp này nhé. Thì các bạn có thể thoát ra làm bất cứ một việc gì nào, làm bất cứ một việc gì khác đều rất ok. Thấy chưa? Các bạn thấy không? Hồng Ngọc Phạm đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn. Hà test, Hà quay trực tiếp cho các bạn xem luôn rồi đấy. Tại vì là khi mà mình thả thương thương 5 bài mà mình gửi lời mời kết bạn thì chẳng ai là không đồng ý cả. Ngay cả tâm lý của Hà đây, nếu như có một người mà gửi lời mời kết bạn mà người đó có thiện chí vào tường mình xem mình đăng gì, thả cảm xúc vào, thậm chí là bình luận thì mình rất là thích luôn. Đó, thì đây, Hồng Ngọc Phạm đã chấp nhận lời mời kết bạn rồi đấy. Là cái người mà nãy giờ Hà mở ra trang cho các bạn xem rồi đấy, thấy chưa? Nó hoàn toàn là tự động bằng phần mềm chứ Hà có làm bằng tay đâu. Thời gian đâu mà làm bằng tay nữa. Hà suốt ngày check inbox,
các bạn cũng vậy, muốn có đơn hàng thì phải check inbox khách hàng liên tục, thì mình phải dùng phần mềm chứ, đúng không? Phải dùng phần mềm để nó thay các bạn đi tìm khách, nó thay các bạn đi kết bạn đó, nó thay các bạn đi tương tác. Đây, ví dụ tệp này thì là tệp cuối của cái tệp Hà gửi về, của khách Hà gửi về, cho nên là chỉ có 20 người, còn bình thường thì một tệp là 50 người cơ. Đó. Thì Hà đã quét ra được rất là nhiều rồi. Thì các bạn thấy nó rất là ok đúng không? Mà các bạn chỉ có mất một khoảng thời gian rất là ngắn thôi, thì Hà sẽ chạy tiếp cái tệp khách chợ 10 này, chạy tương tác tiếp nhé. Thì nó chỉ có mất một khoảng thời gian rất là ngắn thôi. Các bạn có thể tranh thủ nấu ăn, tranh thủ lúc tắm, các bạn bật lên cho nó chạy được, các bạn đi tắm, các bạn đi nấu ăn, thì quay lại thì tệp bạn bè của các bạn, khách hàng của các bạn đã có thêm từ 30 đến 50 người rồi. Mà cả Hà lưu ý với các bạn là cái khách hàng này là cái khách hàng tiềm năng thật sự nhá. Thì Hà sẽ vẽ ra cái chân dung khách hàng cho các bạn, chỉ ra thì các bạn có thể đăng cái tớt nào, hay là các bạn vào trong cái tớt của cái nhóm chợ nào, thì tớt đó là tập trung khách hàng của các bạn, thì Hà sẽ chỉ ra cho các bạn. Thì các bạn chỉ cần dùng phần mềm thì quét một phát là nó ra hết rồi. Thì đó chính là cái khách tiềm năng của các bạn, chứ không phải là như trước đây là mình dùng Facebook là mình kết bạn tràn lan ai cũng kết đâu. Còn đây là cái khách hàng tiềm năng thật sự của các bạn. Những người này lúc nãy là mình thả rồi, thì bây giờ bảo là đã tương tác thì nó không tương tác nữa. Đây là tính năng của phần mềm. Những ai đã tương tác thì nó sẽ bỏ qua, không tương tác lại nữa. Đó. Thì phải để qua cái khúc lúc nãy đã thì nó mới tương tác tiếp được. Tại vì là nó tương tác theo thứ tự người xuất hiện ở trong tệp mà. Đúng rồi, rồi nét ok đúng không? Ai thích chưa? Đã ai thấy thú vị chưa nào? Ai thấy lôi cuốn chưa nào? Inbox hàng ngay nhá. Nếu các bạn không muốn dùng 1 năm thì các bạn có thể dùng 3 tháng, 6 tháng. 3 tháng 950, 6 tháng thì là 1,6 triệu, 1 năm là 2,5 triệu. Combo 2 phần mềm này quá rẻ cho bạn luôn. Rồi nha các bạn, inbox cho Hà tư vấn kỹ hơn nhá. Xin chào tất cả các bạn.